Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Con Kiên. Thì hôm nay mình đây trên tay quý vị một cái cây bút đo độ mặn với cái model nó ở đây là AZ8371. Thì cái bút này được nhiều người bà con tin dùng cũng như là các nhà ở xã ấp của mọi người á, thường thường sẽ rất là ưa chuộng cái bút này tại vì nó có thang đo rất là ok. Cái chỉ số nó đo dễ nhìn và màn hình nó rất nét, và nó quan trọng của nó là cái chức năng của nó cực kỳ dễ dùng. Với cái thang đo là phần ngàn cho bà con, thì ví dụ như bà con là không cần phải chuyển đổi phần ngàn nhân chia hay cộng trừ gì cả, mà nó sẽ show ra cái kết quả cho mọi người cùng xem. Ví dụ như ở cái thang đo phần ngàn thì nó sẽ có 1 phần ngàn hay là 2 phần ngàn, 3 phần ngàn và 0.1 phần ngàn đến 0.9 phần ngàn thì nó sẽ hiển thị là 0, là sĩ số này sao. Mình chỉ cần đọc kết quả thôi, là chúng ta chỉ cần đo và đọc kết quả, chúng ta không cần phải nhân chia. Rồi bây giờ mình sẽ trên tay cho mọi người cùng xem cái thiết bị này. Thì cung cấp bao gồm những gì? Đây là một cái sách hướng dẫn cũng như là một giấy test của hãng cho chúng ta, một giấy màu xanh. Đó, đây là thang máy chính. Đó, thang máy chính chúng ta được đóng trong một cái hút như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo ra đây. Đó, thì tháo ra cái đây là cái đầu điện cực của nó. Đây đầu điện cực nó sẽ bằng cái nắp như thế này, thì chúng ta chỉ cần thao tác là hút mạnh ra. Đó, hút mạnh ra thì hút mạnh ra thì chúng ta có một cái đầu điện cực như thế này. Thì đối với cây AZ8371 như thế này thì nó có một cái đầu điện cực bằng kim loại hai bên, và phía bên hông đây là một cái đầu đo nhiệt độ rất là ok ha. Thì cái bảng điện cực của nó rất là to, thì nó bà con không cần sợ đến cái việc mà hao mòn cũng như là oxy hóa của nó. Nó rất là bền bỉ, nó thì nó được chống nước rất là ok như cái gòn như thế này. Thì phía dùng trên đây, này cái nắp ở đây là chúng ta sẽ gắn một cái viên pin cũng như là 4 viên pin kim tiểu nhỏ. Đó, thì đây mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Đây, cái nắp. Thì nắp đây sẽ gắn một cái gòn như thế này, rất là ok. Thì cái việc lắp pin đó, bà con chú ý là gắn đúng chiều đúng cực ha, để tránh bị trái mặt cũng như là ảnh hưởng đến cái bút chúng ta. Rồi chúng ta sẽ đậy lại. Rồi thì cái bút này rất là đơn giản và dễ sử dụng. Thì mọi người lắp pin vào, chỉ cần bấm phím set ở đây, có chữ set nè, và cũng tích hợp luôn là chữ nguồn, phím nguồn ở đây. Nó có chữ O gạch đây là phím nguồn đây, chúng ta sẽ bật lên. Đó, thì tất cả các thông số đây nó hiển thị một lần và nó sẽ chuẩn cái máy lại, và sau đó sẽ ok, rất là ok. Và phím giờ mình sẽ, nói chung là bây giờ mình sẽ đo. Đó, 24.9 độ nhiệt độ và là 00. Nhưng mà mình đã chuẩn bị hai cốc nước. Đây là cốc nước bên tay trái của màn hình của mọi người á, là một cốc nước ngọt. Đó, mình lấy trong khoảng 21 lít. Và bên tay phải màn hình của mọi người đang xem thì đây là một cốc nước mặn. Một cốc nước mặn ở ao hồ tưới tiêu trong nông nghiệp. Ở tưới tiêu ở Bến Tre này nè, nó mình đã lấy tận nơi và mình đem về mình thử nghiệm cho mọi người mình xem. Thì nó có phù sa, nó hơi có cặn thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chứng kiến cái độ chính xác về cái cây bút mà đo độ mặn AZ8371 cho mọi người cùng xem. Thì thường thường á, một cái bút mà đo độ mặn thì nó sẽ đo cái nước với những cái bút mà cho nổi trên thị trường á, không có thành tuổi á, thì nó sẽ cái nước mà nước ngọt mọi người thường nói là sẽ đo ra là không. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn lại cái này thì coi là nó sẽ cho ra kết quả là không hay là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ cùng xem. Rồi bây giờ mình sẽ đo đây. Đó. Rồi cái việc mà đo như thế này sẽ mất khoảng 30 giây. Khi chừng nào mà chữ BBT nó không còn chớp nữa thì nó sẽ cho ra kết quả chúng ta. Và ví dụ như bây giờ kết quả cho ra rồi, mình bấm chữ home thì nó sẽ giữ kết quả cho chúng ta. Đó. Rồi mình sẽ bỏ cốc nước qua bên. Thì đây là cái kết quả mà phần ngàn của chúng ta thấy là 0.02 phần ngàn với cái nước ngọt
là cái nước mà bình 21 lít mà bà con ở nhà thường uống đó, là nó ra 0,02 phần ngàn, thì cái độ mặn này dường như là không có đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô kết quả ha, bấm là một lần nữa nè đó, bỏ giữ thì cái số này tự động nó sẽ trở về không, thì cái việc trở về không này nó mất khoảng vài giây. Bây giờ mình sẽ bóp cho nó hơi ra cho nó sạch, rồi bây giờ nó sẽ hiển thị 00 và chữ BBT sẽ chớp lên. Rồi đây là cái cốc nước mà hồi nãy mình nói là lấy ở Bến Tre ở ao hồ Tưới Tiêu, thì nó sẽ có phù sa nó sẽ cạn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đo nó thử ha. Rồi thì đây là cái kết quả của chúng ta, nó hiển thị rất là sắc nét và ok là 1.75. thì đợi cho khoảng 2-3 giây nữa BBT hết chớp, thì BBT đã hết chớp rồi. Thì mình rất là thích cây AZ8371 này vì cái tốc độ đo của nó, tốc độ mà nhận kết quả nó cực kỳ nhanh. Nó bây giờ BBT đã hết chớp rồi. Nó bây giờ mình sẽ nhận cái chữ hôm nay chữ kết quả lại này. Rồi. Chữ kết quả. Và chúng ta sẽ việc đọc kết quả thôi. Đây, kết quả sơ của chúng ta là 1.75 BBT là phần ngàn. Thì mọi người là chỉ cần đọc là 1.75 phần ngàn thế thôi, là không cần phải nhân chia hay là cộng trừ. Đó, tại vì cái bút này có độ chính xác cao rồi. Rồi đây là nhiệt độ đây. Thì bút này có giá thành cũng ok với bà con nông dân, dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Đó, thì thiết bị này được phân phối và nhập khẩu tại công ty thiết bị thí nghiệm, công ty trách nhiệm hạn thiết bị khoa học Kiên với số điện thoại là 0936620757. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đo cũng như là cách đọc các giá trị của cái bút này. Rồi, chào mọi người.